Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết. Do ảnh hưởng bởi áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh, nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ diễn ra ở nhiều khu vực duy trì từ nay đến ngày thứ 6 của tuần này. Một số khu vực nắng nóng sẽ duy trì đến ngày Chủ nhật, đặc biệt là các khu vực phía Nam. Tuy nhiên, từ ngày thứ 7 và ngày Chủ nhật của tuần này, các khu vực phía Bắc, đặc biệt là khu vực Tây Bắc sẽ xảy ra mưa vừa mưa to do chịu ảnh hưởng bởi vùng hội tụ gió. Nhiều khu vực sẽ xảy ra mưa to đến rất to kèm theo dông gió giật mạnh. Khu vực Nam Tây Nguyên và khu vực miền Đông Nam Bộ mưa sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 và từ ngày mùng 7 đến ngày 12 tháng 4. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Do chịu ảnh hưởng bởi áp thấp phía Tây phát triển mạnh, nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ xảy ra trên diện rộng, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, khu vực Tây Bắc có nơi 36 sấp xỉ 37 độ. Dự báo hạn dài về nhiệt độ khu vực Lào Cai và Yên Bái, do áp thấp phía Tây phát triển mạnh, nắng nóng sẽ duy trì từ nay đến ngày thứ 6 của tuần này, tức đến ngày mùng 2 tháng 4. Những ngày sau đó do có không khí lạnh tăng cường, nắng nóng sẽ giảm, trời chuyển dịu mát, đặc biệt là trong 2 ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 4, nhiệt độ ban ngày có thể giảm xuống mức từ 23 đến 25 độ. Những ngày sau đó nhiệt độ sẽ tăng lên mức từ 27 đến 29 độ, liên tục duy trì đến ngày 14 tháng 4. Dự báo hạn dài dự báo về mưa, do chịu ảnh hưởng bởi gió đông nam kết hợp với gió tây gây ra vùng hội tụ gió. Mưa nhỏ sẽ bắt đầu xuất hiện từ trưa và chiều ngày thứ 7 của tuần này, tức từ ngày mùng 3 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4. Trong đó cao điểm về mưa sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 4 và ngày mùng 5 tháng 4. Nhiều khu vực sẽ xảy ra mưa to đến rất to kèm theo dông gió giật mạnh. Đối với khu vực Sơn La, nắng nóng sẽ duy trì đến ngày thứ 6 của tuần này, nhiệt độ ban ngày ở mức từ 33 đến 34 độ. Sau đó từ ngày thứ 7 trở đi thì thời tiết sẽ chuyển dần dịu mát, nhiệt độ ban ngày sẽ giảm xuống mức 25 đến 27 độ, duy trì đến ngày 14 tháng 4. Đáng lưu ý là trong 2 ngày, mùng 5 và ngày mùng 6, nhiệt độ ban ngày có thể giảm xuống mức 22 đến 23 độ. Dự báo hạn dài dự báo về mưa. Một đợt mưa vừa mưa to sẽ ảnh hưởng ở khu vực này từ ngày thứ 7 của tuần này, tức ngày mùng 3 tháng 4, sau đó sẽ duy trì kéo dài đến ngày 13 tháng 4. Cao điểm về mưa sẽ diễn ra trong 2 ngày cuối tuần, ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 4. Đối với khu vực Tây Bắc, nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện từ nay đến ngày mùng 2 tháng 4, nhiệt độ ban ngày ở mức từ 36 đến 37 độ. Sau đó trong 2 ngày cuối tuần thì nắng nóng sẽ liên tục giảm, nhiệt độ ban ngày sẽ giảm từ 5 đến 6 độ một ngày. Trong 2 ngày, ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 4, thời tiết sẽ chuyển mát, nhiệt độ ban ngày sẽ giảm xuống mức 25 đến 27 độ. Tuy nhiên, từ ngày mùng 8 tháng 4 trở đi thì nắng nóng có thể gia tăng trở lại, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng lên mức từ 31 đến 33 độ, duy trì đến ngày 15 tháng 4. Dự báo hạn dài dự báo về mưa, do chịu ảnh hưởng bởi vùng hội tụ gió, mưa vừa mưa to sẽ diễn ra ở khu vực này từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng 4, những ngày sau đó có mưa nhỏ vài nơi. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ trong ngày 31 tháng 3, đêm ít mây không mưa ngày nắng, ngày nhiều nơi có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Dự báo hạn dài về nhiệt độ khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, do ảnh hưởng bởi áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh, nắng nóng sẽ duy trì từ nay đến ngày mùng 2 tháng 4, nhiệt độ ban ngày phổ biến ở mức từ 33 đến 34 độ. Sau đó từ ngày thứ 7 của tuần này, nắng nóng sẽ giảm, trời chuyển dịu mát do có không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ban ngày sẽ giảm xuống mức 26 đến 29 độ, duy trì liên tục đến ngày 15 tháng 4. Dự báo hạn dài dự báo về mưa. Từ ngày thứ 7 của tuần này, do ảnh hưởng bởi vùng hội tụ gió, nhiều khu vực ở Đồng bằng Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa nhỏ rải rác. Sau đó mưa vừa mưa to sẽ diễn ra từ ngày mùng 6 tháng 4, mưa gia tăng từng ngày. Đối với các tỉnh khu vực vùng núi phía Bắc thuộc Đông Bắc Bộ, nhiệt độ ban ngày sẽ duy trì mức từ 30 đến 32 độ từ nay đến ngày mùng 2 tháng 4. Những ngày sau đó trời sẽ chuyển dịu mát, nhiệt độ ban ngày sẽ giảm xuống mức 24 đến 27 độ, duy trì đến ngày 15 tháng 4. Một đợt mưa nhỏ mưa vừa sẽ diễn ra từ ngày Chủ nhật của tuần này, tức ngày mùng 4 tháng 4 đến ngày mùng 9 tháng 4 và từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 4. Số đến thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong ngày 31 tháng 3, do ảnh hưởng bởi áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh, nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ diễn ra ở nhiều khu vực, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi sấp xỉ 37 độ.
Dự báo hạn dài về nhiệt độ khu vực phía Bắc, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, cao điểm về nắng nóng sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Từ ngày 1 tháng 4 trở đi thì nắng nóng có xu hướng giảm nhẹ từ 2 đến 3 độ. Nhiệt độ ban ngày sẽ giảm xuống mức 34 đến 35 độ duy trì đến ngày thứ 6. Sau đó từ ngày thứ 7 trở đi, nhiệt độ ban ngày sẽ giảm mạnh xuống mức từ 26 đến 29 độ, trời chuyển dịu mát, duy trì đến ngày 15 tháng 4. Mưa vừa mưa to có thể ảnh hưởng ở khu vực này làm hai đợt. Đợt thứ nhất là từ ngày 6 đến ngày 7, đợt tiếp theo là từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 4. Đối với khu vực phía Nam, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nắng nóng sẽ duy trì đến ngày 2 tháng 4, tức thứ 6 của tuần này. Nhiệt độ ban ngày phổ biến ở mức từ 34 đến 35 độ. Những ngày sau đó trời sẽ chuyển dịu mát, nhiệt độ ban ngày sẽ giảm xuống mức 28 đến 30 độ, duy trì đến ngày 15 tháng 4. Xuống đến thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong ngày 31 tháng 3, đêm ít mây không mưa ngày nắng, khu vực phía Bắc nhiều nơi có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Dự báo hạn dài về nhiệt độ khu vực phía Bắc, khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, nắng nóng sẽ duy trì đến ngày thứ 7 của tuần này, tức ngày 3 tháng 4, nhiệt độ ban ngày phổ biến ở mức từ 33 đến 35 độ. Sau đó từ ngày Chủ nhật trở đi do chịu ảnh hưởng bởi gió đông, nắng nóng sẽ giảm, nhiệt độ ban ngày sẽ giảm xuống mức 30 đến 31 độ, duy trì đến ngày 15 tháng 4. Mưa nhỏ có thể ảnh hưởng ở khu vực này trong các ngày, từ ngày thứ 2 của tuần tới, tức ngày 5 đến ngày 7 tháng 4, và từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 4. Đối với khu vực Bình Định, Phú Yên, nắng nóng có phần dịu hơn, nhiệt độ ban ngày ở mức từ 31 đến 32 độ từ nay đến ngày thứ 6 của tuần này. Những ngày sau đó nhiệt độ sẽ giảm xuống mức 28 đến 30 độ, duy trì đến ngày 12 tháng 4. Khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ ban ngày sẽ duy trì ổn định ở mức từ 30 đến 32 độ, duy trì trong 15 ngày tới, về đêm ở mức từ 24 đến 26 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên trong ngày 31 tháng 3, đêm ít mây không mưa ngày nắng, khu vực phía Bắc Tây Nguyên nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi xấp xỉ 36 độ. Dự báo hạn dài về nhiệt độ khu vực Bắc Tây Nguyên, nắng nóng cao điểm sẽ liên tục diễn ra từ nay đến ngày Chủ nhật của tuần này, tức ngày 4 tháng 4. Nhiệt độ ban ngày phổ biến ở mức từ 35 đến 36 độ. Sau đó từ ngày thứ 2 của tuần tới thì nắng nóng sẽ giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ do ảnh hưởng bởi gió đông. Nhiệt độ ban ngày sẽ giảm xuống mức 33 đến 34 độ, duy trì đến ngày 15 tháng 4. Nhiệt độ về đêm ổn định ở mức từ 21 đến 24 độ, duy trì trong 15 ngày tới. Dự báo hạn dài dự báo về mưa, do chịu ảnh hưởng bởi vùng hội tụ gió, mưa vừa mưa to có thể diễn ra ở một số khu vực trong các ngày, từ ngày 1 đến ngày 2 và từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 4. Đối với khu vực Nam Tây Nguyên, nắng nóng sẽ duy trì đến ngày Chủ nhật của tuần này, nhiệt độ ban ngày ở mức từ 34 đến 35 độ. Sau đó từ ngày thứ 2 của tuần tới thì nắng nóng sẽ giảm, nhiệt độ ban ngày sẽ giảm xuống mức 31 đến 32 độ, duy trì đến ngày 15 tháng 4. Dự báo hạn dài dự báo về mưa, do chịu ảnh hưởng bởi vùng hội tụ gió, mưa sẽ diễn ra ở khu vực này làm hai đợt, trọng tâm mưa tập trung chính ở khu vực biên giới phía Tây và khu vực Nam Tây Nguyên. Mưa sẽ diễn ra từ chiều tối và đêm ngày 31 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4, từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 4. Đáng lưu ý là đợt mưa diễn ra sau ngày 7 tháng 4, nhiều khu vực sẽ xảy ra mưa to đến rất to. Xuống đến thời tiết khu vực Nam Bộ trong ngày 31 tháng 3, đêm ít mây không mưa ngày nắng, trọng tâm nắng nóng tập trung chính ở khu vực miền Đông Nam Bộ và các tỉnh khu vực phía Tây của miền Tây Nam Bộ do ảnh hưởng bởi áp thấp nóng phía Tây. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi xấp xỉ 36-37 độ. Dự báo hạn dài về nhiệt độ khu vực miền Đông Nam Bộ và các tỉnh khu vực phía Tây của miền Tây Nam Bộ, nắng nóng gay gắt sẽ liên tục diễn ra từ nay đến ngày thứ 3 của tuần tới. Nhiệt độ ban ngày phổ biến ở mức từ 36 đến 37 độ, có nơi xấp xỉ 38 độ. Những ngày sau đó do chịu ảnh hưởng bởi gió đông, nắng nóng sẽ giảm nhẹ một phần. Nhiệt độ ban ngày sẽ giảm xuống mức 34 đến 35 độ, duy trì đến ngày 15 tháng 4. Mưa nhỏ có thể ảnh hưởng ở khu vực này trong các ngày, từ ngày 2 đến ngày 3, tuy nhiên mưa chỉ xuất hiện ở một số ít khu vực. Đáng lưu ý là từ ngày 8 tháng 4 trở đi, nhiều khu vực sẽ xảy ra mưa vừa mưa to.
Đối với các khu vực phía đông ven biển của miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ ban ngày sẽ duy trì ổn định ở mức từ 32 đến 34 độ, duy trì trong 15 ngày tới, về đêm ở mức từ 26 đến 27 độ. Bản tin hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.